Tôi đi đâu đấy? Con đi đâu đấy? Ơ à, bố đâu? Thảo Du. Nó ra kia nó chơi 2 phút. Thế à? Thích mà. Túi Tùng. Ra đây mày bảo. Hôm nay con đá bóng nào? À con chơi chơi thế nào? Con chơi thế nào? À, đứng lên kể mẹ nghe nó chơi thế nào. Đó, có vào quả nào? Nằm thế ngứa đấy. Nằm thế ngứa đấy. Thi đấu không vào. Thi đấu không vào á? À thế hôm nay cái đầu lâm làm sao? Cái đầu lâm như nào rồi? Ở lớp có mấy bạn làm đầu lâm? Lớp con có mấy bạn làm đầu lân? Tầm 6, 7, 8 bạn. Có 8 cái đầu lân, thế có bạn nào người đầu lân của con bị hỏng không? Thật không? Không. Mẹ hỏi cô nhá. Vâng. Thế con đến đâu con mang đến lớp luôn.